Thưa quý vị, thấu hiểu được những khó khăn của những gia đình không có điều kiện cho con đi học, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hải Châu 2 đã mở lớp học miễn phí để dạy cho các em có hoàn cảnh như vậy, nhằm giúp các em vừa có điều kiện trau dồi kiến thức, vừa có địa điểm vui chơi, sinh hoạt lành mạnh vào mỗi dịp cuối tuần. Không có tiếng chuông báo hiệu vào lớp hay tiếng thống trường rộn rã, lớp học miễn phí tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Hợp tập Cộng đồng phường Hải Châu 2 của cô giáo Tống Thị Hiệp và chị Thi Thị Hải, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, luôn rộn ràng tiếng đồng thanh đọc chữ của những trẻ em nghèo. Lớp học có 15 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi em một hoàn cảnh, tính cách khác nhau, nhưng đến với lớp học, không chỉ được dạy kiến thức, các em còn được học kỹ năng sống, các phép tắc lễ nghĩa. Khi mà con tham gia lớp học, con cảm thấy rất vui, cô dạy con rất là dễ hiểu. Con rất là mong tới thứ bảy để con được học với các bạn. Niềm vui lớn nhất của người giáo viên đứng lớp giảng dạy thì muốn cho học trò mình là nắm vững được kiến thức, rồi đọc thông viết thạo. Các em nghe nói đọc viết cho nó chắc chắn, vững vàng, giúp cho các em nó học tiếng Việt tốt hơn. Với lứa tuổi và kiến thức khác nhau, cô giáo Hiệp soạn bài giảng theo từng nhóm lớp để có cách giảng dạy phù hợp, như lên mạng tìm các video có bài hát để các em dễ tiếp thu, đồng thời ra những bài tập điền ô, điền chữ để tăng trí lực, tư duy sáng tạo cho trẻ, tìm hiểu chương trình giáo dục mới, xin bài giảng của các cô giáo trên trường để về áp dụng ở lớp học. Cái hiệu quả đem lại lớn nhất là các em thấy rằng được cái sự tự tin. Bước đầu các em vào lớp thì nó thật là rất là rụt rè. Tuy nhiên sau gần hơn 6 tháng thì đến nay các em rất là mạnh dạn trao đổi rồi nói chuyện trò các bạn trong lớp, cũng như là rất là mạnh dạn với việc trao đổi những cái mà cái bài vở các em không hiểu. Các em mạnh dạn trao đổi với cô thì đó là cái mà cảm nhận được là các em có sự tiến bộ. Bên cạnh việc dạy học, Hội Phụ nữ phường cũng thường xuyên kết nối vận động cộng đồng hỗ trợ kinh phí sách vở, bút mực, quần áo làm phần thưởng động viên, cổ vũ các em tiếp tục nỗ lực học tập. Hơn 6 tháng gắn bó với lớp học không đồng, giờ đây việc lên lớp đều đặn vào mỗi cuối tuần đã trở thành thói quen của các em. Thấy các em lên lớp đầy đủ, tiến bộ từng ngày chính là niềm vui lớn nhất của người đứng lớp như cô Hiệp, chị Hải.